Xin chào mọi người, như mình được biết thì hãng RTK đến từ Cộng hòa Liên bang Đức rất nổi tiếng với các thiết bị điều khiển chuyên dụng cho nồi hơi, hệ thống hơi vì khả năng chịu được nhiệt độ và áp suất cao, sự bền bỉ và có thể chịu được trong môi trường khắc nghiệt nhất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cảm biến mức dạng phao chìm với đầu ra tương tự có mã là NI1341 dùng cho các tanh bình chứa ngưng tụ hơi, bình nước nóng. Với dải đo từ 150 đến 4000mm, tín hiệu ra từ 4 đến 20mA, có mặt hiển thị 10 đèn LED báo mức cuối mỗi đèn là 10%. Tùy vào ứng dụng mà thông số kỹ thuật của thiết bị khác nhau, ta xem thông tin trên thân cảm biến. Với thiết bị trên tay mình thì có thông số như sau: dải đo L1 là 250mm, đây là loại PN40 với chiều dài sợi xích là L2 bằng 96mm. Lò xo thì có 2 cái, trọng lượng phao là 465g, khối lượng riêng dung môi là 925kg trên mét khối. Nhiệt độ cao nhất của dung môi là 238 độ C, áp suất lớn nhất là 32 bar ở 238 độ C và 40 bar ở 20 độ C. Vật liệu chịu nhiệt là thép không rỉ, phần bảo vệ mạch điện làm bằng nhôm, nguồn cấp 24V1 chiều, dòng tiêu thụ là 80mA. Đầu ra 4-20mA thì có 3 dây với điện trở tải tối đa là 220Ω. Mặt hiển thị với 10 đèn LED và mạch điện tử của thiết bị đạt tiêu chuẩn IP65, làm việc ở nhiệt độ môi trường từ -20 đến 70 độ C. Về nguyên lý hoạt động thì cảm biến này hoạt động dựa trên sự phát hiện thay đổi trọng lượng của phao hình trụ chìm trong dung môi, phụ thuộc vào sự nổi lên do khối lượng riêng và mức chất lỏng trong bình, được đo bằng sự cân bằng lò xo và biến đổi sang 4-20mA để gửi đi xa để điều khiển bơm hay van. Về hiệu chuẩn thì thiết bị này được hiệu chỉnh theo thông tin đặt hàng cụ thể như sau: nhất là môi trường ứng dụng, là nước ngưng hơi hay nước nóng, nhiệt độ của dung môi, khối lượng riêng của mỗi chất đo, dải đo. Chú ý rằng độ dài L2 và dải đo phao chìm L1 không được kéo dài hoặc rút ngắn sau khi hiệu chuẩn. Với bình chứa có ống thủy quan sát, khi mức chất lỏng trong bình không chính xác với dải tín hiệu 4-20mA, ta có thể hiệu chỉnh bằng cách chỉnh chiết áp trên đầu cảm biến. Thứ nhất là đưa nước vào bình ở mức 0%, sau đó xoay chiết áp 1 để tín hiệu ra 0%, tương đương với mức 4mA. Thứ hai là đưa nước vào bình ở mức 100%, sau đó xoay chiết áp 2 để tín hiệu ra là 100%, tương đương với 20mA. Ngoài ra, ta có thể điều chỉnh dải đo trong PLC tương ứng với giá trị min và giá trị max. Ở ví dụ hình bên trên thì 0% là 7,2mA và 100% là 16,8mA. Về kích thước cảm biến thì NI1341 với PN40 thì có L1 là dải đo lớn nhất là 250mm, L2 là chiều sợi xích là 96mm, N là số mắt xích là 8, mặt bích kết nối là từ DN20 cho đến DN50 tùy vào ứng dụng cụ thể. Thiết bị phải lắp thẳng đứng theo chiều dọc để tạo lực căng treo tự do của dây xích và phao chìm để không bị đo sai và không gây bức xạ nhiệt trên bộ phận điện tử đầu cảm biến, và lắp trong thân ống hình trụ có đường kính là 114mm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.